Chúng ta đang sống trong một thời kỳ ghi nhận sự phát triển, hay nói đúng hơn là sự ám ảnh của những chiếc điện thoại di động đang bám lấy chúng ta trong từng bước nhỏ của cuộc sống hàng ngày. Và khi mà công nghệ pin vẫn còn đang dậm chân tại chỗ, nhưng mà sức mạnh của các linh kiện xử lý trên những thiết bị cầm tay đã ngày một mạnh hơn, tốn điện hơn, thì việc nhồi nhét các cell pin ngày một cao hơn vào điện thoại đã và đang trở thành giải pháp chính để giúp cho kéo dài thời lượng sử dụng cho chúng ta. Bên cạnh đó, công cuộc kéo dài sự sống cho cục pin đã và đang gắn liền với công nghệ sạc nhanh, và chắc chắn đây vẫn sẽ là một trong những công nghệ chủ đạo định hình nên thế giới di động trong một thời gian dài nữa. Thực tế thì khác với những công nghệ khác trên di động vốn đã có tuổi đời cả thập kỷ, thì những công nghệ sạc nhanh mới chỉ có tuổi đời chừng 5 năm là cùng. Nếu có một cái tên nào đó khởi xướng và đề cao giá trị của việc sạc nhanh trên di động thì chắc chắn đến bây giờ nổi tiếng nhất và có thị phần nhiều nhất đó chính là Qualcomm. Bắt đầu từ cuối năm 2012 với con chip là Snapdragon S4 Pro, mà nửa năm sau sẽ được đổi tên thành là Snapdragon 600, Qualcomm đã lần đầu tiên đề cập đến tầm quan trọng của việc sạc nhanh cho di động, và đi kèm với đó là giới thiệu công nghệ sạc nhanh của họ, đó là WeChat 1.0. So với mặt bằng chung các điện thoại khác khi đó thì công nghệ sạc nhanh WeChat 1.0 đã tỏ ra vượt trội khi mà cho phép sạc với nguồn đẩy lên tới là 10W, tức là 5V và 2A. Mà theo Qualcomm thì WeChat sẽ giúp cho điện thoại sạc nhanh hơn lên tới 40% so với các thế hệ cũ, tức là từ trung bình 4 tiếng sẽ rút gọn còn xuống khoảng 2 tiếng rưỡi mà thôi. Cho đến hiện tại thì công nghệ WeChat đã được phát triển lên tới phiên bản 4.0 Plus và được bổ sung thêm khá nhiều công nghệ mới như là tăng độ an toàn cho quá trình sạc, tăng độ ổn định của dòng điện cùng với công suất nguồn đẩy được tăng lên tới 36W. Sự thành công hiện tại của Qualcomm với WeChat còn nằm ở việc là họ cấp chứng chỉ cho rất nhiều nhà sản xuất phụ kiện khác, hay nói đúng hơn là nhờ chính sách khá là thoáng của họ mà giờ đây các cục sạc nhanh tích hợp tiêu chuẩn WeChat đã nhiều như ra ngoài chợ. Điều này thực sự có lợi cho người tiêu dùng bởi thì phần chip Snapdragon hoàn toàn áp đảo so với phần còn lại của thế giới di động, nhưng mà không phải các nhà sản xuất di động nào cũng bán kèm sạc nhanh trong hộp điện thoại của họ, nhất là với mẫu máy giá rẻ hoặc là trung cấp. MediaTek, đối thủ lớn nhất của Qualcomm trên phân khúc điện thoại tầm trung và cấp thấp, cũng đã nghiên cứu và tung ra công nghệ sạc nhanh của riêng họ, đó là Bum Express, với nguyên lý vận hành tương tự là nâng công suất nguồn đẩy lên tới 27W. Dĩ nhiên công nghệ sạc nhanh này vốn chỉ dành cho các sản phẩm cấp thấp nên mà khó có thể đòi hỏi được một số công nghệ cao cấp như là đảm bảo độ an toàn hay là tính năng chống quá tải chẳng hạn. Tuy nhiên không phải nhà sản xuất nào cũng tự tạo ra công nghệ sạc nhanh cho riêng mình, đặc biệt là các OEM. Không ít các công ty đã mua bản quyền WeChat và sau đó chế biến lại một chút rồi công bố ra dưới cái danh nghĩa là công nghệ sạc nhanh của riêng mình, như là Adaptive Fast Charging của Samsung hay là Turbo Charge của Motorola là một ví dụ điển hình. Trong khi đó, nếu kể đến các công nghệ sạc nhanh tốt nhất của OEM thì có thể nhắc đến đó là VOOC Flash Charge của Oppo, hay gần đây là Super Charge của Huawei, hoặc là Neo Charge của ZTE chẳng hạn. Với công nghệ VOOC Flash Charge mà Oppo công bố thì có thể nói Oppo chính là OEM đầu tiên thực sự có được sự đầu tư nghiêm túc vào công nghệ sạc nhanh của riêng họ, khi mà cung cấp một hệ sinh thái linh kiện khép kín hoàn toàn từ thiết bị cho đến cục sạc, dây sạc nhằm đảm bảo tốc độ sạc nhanh chóng nhưng mà vẫn có được sự an toàn gần như là tuyệt đối. Có lẽ chúng ta có thể tin tưởng điều này bởi cho đến hiện tại đã 2 năm trôi qua nhưng mà chưa có ghi nhận vụ cháy nổ nào liên quan đến sạc nhanh của điện thoại VOOC cả. Nhưng cũng vì thế mà công ty này thường bán các bộ sạc độc quyền VOOC với mức giá khá là mặn, và một khi người dùng bị đánh mất hay làm hỏng sạc thì chắc chắn sẽ phải khóc ròng. Có thể thấy là nếu như mà Qualcomm đã định nghĩa khá đầy đủ về sạc nhanh thì Oppo có thể coi là lá cờ đầu thúc đẩy các OEM tự nghiên cứu sao cho tối ưu nhất với công nghệ sạc nhanh cho riêng thiết bị của họ. Và thú vị thay, điều này cũng sẽ góp phần tạo nên sự khác biệt cho các OEM và giúp cho người dùng dễ dàng nhận diện thương hiệu của họ hơn nữa. Tuy nhiên, nhiều khả năng có thể trong tương lai những thứ như là sạc nhanh cuối cùng sẽ được quy về một mối, như chúng ta đã từng biết đến Wi-Fi hay là Bluetooth, những công nghệ buộc phải có trên một chiếc điện thoại mà không cần phải biết nó có nguồn gốc từ đâu. Đó là chuẩn sạc mới đã được thông qua mang một cái tên khá là dài là USB Power Delivery, viết tắt là UPD hoặc là BD. Đây là lần đầu tiên một tiêu chuẩn sạc nhanh thực sự được thông qua và áp dụng như là một quy chuẩn sau này từ các tổ chức về quy chuẩn, thay vì từ các công ty riêng lẻ như trước đây. Về cơ bản thì USB Power Delivery chính là một sự tận dụng điện năng tốt nhất của chuẩn USB-C, khi mà theo lý thuyết thì nó có thể truyền tải được công suất nguồn lên tới là 100W, tức là nhanh gấp ít nhất là 2 lần so với các tiêu chuẩn sạc nhanh nhất hiện nay trên thị trường. Chính vì sự ưu việt của USB BD mà hiện tại nhiều hãng công nghệ đã bắt đầu áp dụng rộng rãi chuẩn này vào các thiết bị của họ, đặc biệt là trên các mẫu laptop vốn thường yêu cầu công suất sạc cao hơn nhiều so với di động. Nói tóm lại, sạc nhanh từ một tiêu chuẩn riêng thì đã và đang trở thành một tiêu chuẩn chung phải có trên thiết bị di động hiện nay. Điều này là phù hợp bởi vì nó được sinh ra để bù đắp cho sự dậm chân tại chỗ của các công nghệ pin, mà khiến cho các nhà sản xuất không còn cách nào khác là phải nhồi nhét nhiều pin hơn nữa. Trong khi người dùng thì càng ngày càng có xu hướng là ghét bỏ việc phải kè kè suốt ngày với sợi dây sạc cắm tường. Có thể là trong tương lai khi mà công nghệ pin phát triển đủ tốt để chúng ta có được thời gian sử dụng vượt trội hơn nhưng mà vẫn tối ưu được dung lượng pin thấp hơn, thì khi đó sạc nhanh mới chính thức lui về hậu trường. Và vừa rồi là những quan điểm của TechMark về các công nghệ sạc nhanh hiện tại. Còn các bạn khán giả của TechMark, các bạn có nghĩ là sạc nhanh có cần thiết hay là không, thì các bạn hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video khác trên TechMark.